Hello, Evening. good Nào, gửi lại cho thầy hết toàn bộ bài nha, thì nhắc rất là nhiều lần rồi. Yeah. Từ giờ đến hết chủ nhật, hoàn thành hết toàn bộ gửi cho thầy. Mai con đi kia. Từ giờ đến chủ nhật. Nào, nay chúng ta luyện tập cái phần bài mà hôm trước. Thấy chưa nào? Nghe Simple past. Simple past. Là thi gì nhỉ? được. Thì quá khứ đơn. Thì quá khứ đơn. Thì quá khứ đơn ở đây như hiện tại đây thì các cô mới chỉ đưa cho chúng ta duy nhất. Đấy chính là dạng động từ nguyên, dạng động từ thường thôi. Đấy chưa, loại động từ thường thôi. Còn loại động từ to be nữa. Đúng chưa nào? Đúng. Từ to be ở trong thì quá khứ đơn chúng ta có những động từ to be nào? Tiết trình hết rồi. Động từ to be cơ mà. Từ to be ở trong quá khứ. Động từ to be trong quá khứ chúng ta có động từ was và were. Đúng không nào? Đây chính là động từ to be ở trong quá khứ. Affirmative là dạng gì nhỉ? Thường Dạng gì? đơn Affirmative là dạng gì? Dạng khẳng định. Affirmative dạng khẳng định. Và nó được viết tắt bằng dục cộng. Có cấu trúc là chủ ngữ cộng with, were, với phần ngữ. Cộng Được chưa nào? Đây là dạng khẳng định, phủ định phủ định là negative, là ngay thế dấu trừ, chủ ngữ cộng với nói wasn't hoặc were. ways hoặc là were cộng not cộng tân ngữ. Nhớ là kết thúc bằng dấu chấm nha. Tiếp, dạng cuối cùng, dạng question, dạng gì? Câu hỏi Câu hỏi. Có cấu trúc chúng ta sẽ đảo with hoặc was were lên đầu cộng với cộng với động từ to be, cho cộng với was động were từ, lên đầu rồi còn cộng cái gì nữa? cộng với động từ Sao lại còn động từ was were lên đầu sau đó đến gì? nhân từ, Đến gì? nhân Nhìn xem ở từ trong những cấu trúc trước có cái gì. Ở những cấu trúc trước nó có cái gì. Ở trong những cấu trúc trước thì có những cái gì. Were, sau đó đến gì. Chủ ngữ sau đó đến tân ngữ kết thúc bằng dấu hỏi chấm. Lưu ý là trong câu đã có động từ to be sẽ không có động từ thường nhá.
Cái vấn đề này rất hay nhầm, rất hay làm sai. Trong câu đã có were thì không bao giờ có động từ thường. Nha. Đấy là điều bắt buộc phải nhớ. Ghi cấu trúc vào nào. Đây là dạng động từ to be nha. Động từ thường thì cho sẵn ở đây rồi. Nhớ là có các cái dạng nha: affirmative, khẳng định, negative, phủ định, question, dạng câu hỏi. Động từ chúng ta có hai loại động từ là động từ thường và động từ to be. Nên là đừng nhầm cấu trúc, đừng nhầm cách gọi nha. Nghe rồi. Ạ. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thực hành cấu trúc bên dưới. Choose the correct alternative. Gây ra sao vậy? Ừ. Đó là sao? Bây giờ chọn cho thầy dạng đúng của động từ này. À quên, chưa hỏi. Còn nhớ dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn không? Dạ có cái yesterday last ago. Và thời gian ở trong quá khứ, in cộng với thời gian ở trong quá khứ, được chưa nào? In cộng thời gian ở trong quá khứ. Nào, bây giờ choose the correct alternative one. Lucas, biết chọn cái nào đây? Visit. Chọn nào? Visit. Visit. Cái đó. We Đọc là gì? visited. 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 To. Went. Three. Hả? Have or had? Had. Four. Got Got. warrant. There weren't or wasn't. Word. My sister Light. liked or likes. Light. Liked. Light. Liked. Light.
Six I took seven eight was or were or was play play now did I nào bây giờ nhìn lần lượt vào đây giải thích cho thầy tại sao chọn những cái này lần lượt từ câu số 1 đến câu số 8. À, cái đầu tiên là có two more ago là thì quá khứ mà cái visit là không có trong động từ với quy tắc nên thêm ed. Đây là động từ có quy tắc. Chúng ta thêm ed. Dấu hiệu nhận biết là gì? Yeah, two more ago. Câu số 2. À, cái yesterday là dấu hiệu nhận biết mà cái đó là thì quá khứ nên trọng quan. Tại sao lại là quan? À, nó là thì quá khứ. Nó là dạng quá khứ của động từ nào? Động từ go. Câu số 3 nào? À, cái động từ nhận biết là cái nhận biết là last weekend. Mà cái ao là động từ bất quy tắc nên chọn hà. Ok. Câu số 4 nào. À, cái get là cái nhận biết là at 10 o'clock mà cái get là động từ với quy tắc nên chọn got. Rồi. Còn còn cái thứ hai là cái đó là nhiều nên là chọn were. Ở đây chúng ta thấy có từ taxis đúng không? Taxis là có thêm s nên chọn gì? Chọn word. Ở đây chúng ta sẽ chọn words in, không chọn được weren't. Câu số 5 nào. Cái cái nhận biết là 2 years ago. Còn cái là thêm ed là động từ không bất quy tắc nên chọn nào nào có quy tắc hay bất quy tắc dạ có quy tắc nên thêm ed có quy tắc mà nó có sẵn y thêm rồi chỉ việc thêm thêm gì. Câu số 6 nào. À, chúng tôi nhận biết là last night mà tag là quá khứ trước là tag là động từ với quy tắc nên chọn trước. Đúng, thì nó có took là quá khứ của take được chưa nào. Câu số 7 nào.
Một từ nhận biết là yesterday. À, chọn không tiếp là cái Chúng ta gì? có yesterday là dấu hiệu, did là quá khứ của do. Bút chu Câu số 8 nào. có hiện biết là yesterday, mà cái yesterday là một, mà my father là một người hay chọn word. Nào, ở đây chúng ta nhìn thấy có my brother, số ít. Chúng ta sử dụng with. Word. Rồi, tiếp đến play là Đây thêm là ed. Tại vì sao lại thêm khi ed như thế này? Là ed để nguyên đi. ed dài, nó không chuyển thành ed ngắn. Dạ. Không biết. Rồi, chúng ta thêm ed với cái từ mà kết thúc bằng y dài, được chưa? Sẽ có hai quy tắc. Thứ nhất, nếu như chúng ta thêm ed, được chưa nào, mà cái từ đó nó kết thúc bằng một nguyên âm cộng với y dài, đúng chưa? Có phải a là nguyên âm không? A có phải nguyên âm không? Phải. Đấy chính là vowel, được chưa? Nguyên âm thì nó sẽ thêm Thêm ed đi. luôn. Còn nếu như nó là một phụ âm và cộng với y dài, được chưa? Thì thêm đi. Chuyển Thì y dài thành y ngắn và thêm ed, đi. chuyển y thành i và thêm ed. À, thầy ơi, con hỏi là sao cái câu số 4 là chọn word Ta nhìn thấy này, there, đúng nào, ở đây thì thường là số ít, được chưa? Understand that? wording? Hiểu cái chỗ đoạn này chưa nào? Đây chút. Quá. Ok. Ở đây nhá, chọn Warren, sorry. Taxis có S. TMS là số nhiều mà thầy sao chọn Rồi, chọn Warren. Nào, tiếp đến bên dưới nào. Complete the sentences with the correct form of the verb. Courtesy. Dick Chắc chưa? đi chắc. Nhìn lên đây cho thầy xem nó ghi là gì đây. Viết trên cộng 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 gì? có gì vậy? Có ở bên dưới nó ghi chữ gì đấy? Form. Base form là gì? Base form hay là infinitive ấy là gì?
Động từ thường. Là động từ thường. Đây nó là động từ thường rồi. Base form và infinitive là gì? Nguyên thể. Động từ thường chính là những cái động từ go này, rồi thì do này, play các kiểu ấy, được chưa? Đấy là động từ thường. Còn base form là dạng nguyên thể của go là go, quá khứ của nó là went, quá khứ vẫn từ là gone. Được chưa? Thì infinitive hay là base form chính là cái cột đầu tiên chính là go. Được chưa? Hai chúng ta có động từ sing, sang, sang, đúng không? Thì sing là base form, sang là Đây. past form. Còn sang, à sang là past participle. Được chưa? Nhớ là đây là động từ thường và nó ở dạng nguyên thể. Nguyên thể là thêm gì Là ở dạng nguyên thể còn thêm cái gì nữa? Biết tại vì sao nó nguyên thể không? Vì nó có trợ động từ rồi. Nó có cái thằng did này này, didn't này này. Kể cả trong câu hỏi nhá. Nó có trợ động từ thì động từ sẽ về dạng nguyên thể. Bất kỳ thì nào cũng thế. Chỉ duy nhất có thì hoàn thành và động từ chia quá khứ phân từ thôi. Còn lại thì quá khứ đơn. Nhá, hay thì hiện tại đơn có trợ động từ là do, da, did nhá, thì nó đều về dạng nguyên thể hết. Vậy thì đây câu này thì Percy phải là gì? Percy didn't take. Didn't take. He Went. Work đọc lại Work cái từ này, cái này nó dạy đọc với đuôi ed rồi đúng không? Work Worked. Work. Câu số 3. Didn't kick. Tại vì sao đây lại là didn't? Cho thời gian suy nghĩ. Tại vì sao đây lại là didn't? Nào. Tại sao đây lại là didn't kick? Con hết thầy đổi tên lại thành con Tại sao lại là don't? nhà tại nó không có bất cứ trong con không có Đúng. Nhớ nhá, đọc kỹ dấu hiệu nhận biết. They don't kick the ball. They đây. Like câu số 4 nào. Nào. Câu số 4 nào. Thì nào đây? Quá khứ này. Dấu hiệu. I was late. Nó có từ
It Was was late. It chưa làm gì có I. It So, got, was like. Well, didn't have she, the act. rồi she ate. Now, number five. Vanny and Lucy. Go. Hả? Go. Go. Dấu hiệu nhận biết là gì? Thì gì ở đây? Mà trên đỉnh go. À, hiện tại. Đây là thì hiện tại đơn. Tại sao nó lại là hiện tại đơn? Tại sao đây lại là hiện tại đơn nhỉ? Vì sao nó là hiện tại đơn đây? Vì sao nhỉ? Nào xem câu người ta nói là gì? Go to bed Be at 11. at 11. Là gì? À, vào giường ngủ lúc 11 giờ. Đi ngủ lúc 11 giờ đúng không? Thì đây nó là một thói quen diễn ra thường xuyên đúng không? Đây là chỉ về một thói quen, tức là gì? Vani và Lucy đi ngủ lúc 11 giờ, đây là thói quen của họ. Câu số 6 nào. I didn't Tình gì? get Tại sao lại là didn't yeah, đây cái này là hiện tại đơn, get? hiện tại đơn Dấu hiệu nhận biết là gì? Sunday. Last Sunday mà là hiện tại đơn. Ủa, quá khứ đơn. Tiếp, I. I got Tại sao lại là có? what get hả thầy Ừ. get Tại sao lại là gap? tại cái này là thôi. Câu số 7 nào. Johnson. Tại sao lại là don't sam? Yeah, tại cái này là cái này không có bất cứ đơn mà Đọc kỹ nha. Cho thời gian 1 phút để suy nghĩ. Nhìn kỹ. Nhìn kỹ. Nhìn kỹ nha.
Không biết thì rất là dễ. Ở đây chúng ta sử dụng là thì quá khứ đơn, họ không gửi mà trong quá khứ, không nói hiện tại. They didn't send và they wrote. rồi. Đó chưa? Ở đây câu này là got. Vì sao? Vì sao? Vì ở đây Đây quá khứ đúng. Read the question and complete the answers. Theo như ví dụ này rất dễ. Yes, đi. Câu số 2 nhỉ? Đây đây đây. Did Paula go shopping to Tottus? Yes, đi. Yes, đi nhỉ? Yes, đi. Thế Yes. thầy xem chủ ngữ là gì? Yes. I did. Ừ, người ta hỏi con không? Yes. Người ta hỏi It ai? is this. Yeah, hỏi con Paula là Ừ, thế Paula phải là gì? he. Yes, he gì? He did. Yes, he No, he didn't. did. No, nào, câu số 3. Paulo and Lucy, yes, gì? Yes. Yes, they eat hả thầy? Yes, gì? Yes, they eat. Rồi. Yes, they did. No. No, they didn't. No, they didn't. Câu số 4. Yes, I No, no, I didn't. Thế không? Yeah. Nào, bây giờ choose the correct alternative. Nó có cái mẫu hay gì hả? Nào, chọn thế nào đây? When at did do
Steady. Cái nào đây? Đọc rõ Cái thầy không cuối. nghe được. Cái cuối này. I go. No, see. Didn't. See. Act. Rồi, nhìn câu số 3. À, từ phía bên này trước ở đây phải là quan tức gì? What this go he go Steady. Nào, bắt đầu xem từ câu trên này. Phần bài này thì là đúng. Phần bài này có một vài lỗi ấu lạ vậy. Rồi, chữa phần bài này trước. Ở đây chúng ta nhìn thấy này. Người ta câu hỏi người ta có gì đây? When did you? Có cái gì đây? Did. Có tiết về động từ phải về nguyên thể là go. Và ở đây câu này đã ở thì nào rồi? Thì hiện tại đơn. Ừ? Thì nào? Hiện tại đơn. Ủa? Quá khứ đơn. Thế thì động từ đây phải là gì? À, went. Went. Tiếp. Câu số 2 nhìn cho thầy xem dạng gì. Tiếp. Có tiếp theo. Với câu hỏi. Vậy thì đấy sẽ là it. It. Tiếp câu số 3. He. What. Did. He. Stay. Ở đây chúng ta có at home thì chỉ có stayed Stay. At home. Vậy thì bên này cũng phải Stay. stayed. Được chưa nào? Yeah. Ở cái chỗ này thì cái Paula này thì cũng không rõ lắm là nam hay là nữ đây. Nghĩ là động vật đồ. Ừ? Là ý. Mới đầu con nghĩ là động vật. Thì nhớ nhìn thấy câu số 3 này. Paula and Lucy do homework. Đây này. Đúng chưa nào? À, cái câu này viết thiếu mất chữ I. Câu này viết thiếu mất chữ I. Didn't. Thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Ở đây nó thiếu mất chữ I. Thầy viết thành thiếu mất chữ I. Câu này thì quá khứ đơn. Hầu như tất cả ở đây đều là thì quá khứ đơn hết. Thấy chưa? They didn't kick, they played. Rồi thì when. Khá là dễ. Ủa, sao cái tích kia là cái câu số 3 này là quá khứ. Ở đây chúng ta đang học về thì quá khứ đơn mà. Cái bài này cho kiểu dạng rất là xả. Alright. Còn câu hỏi gì nữa không nào? Yeah. Score 8/10. 8/10.
Ok, cũng tạm ổn. Về nhà học thuộc. Thứ nhất là về cấu trúc. Nhớ là nó có hai loại động từ là động từ thường và động từ to be nhá. Động từ thường khác và động từ to be khác. Đấy chưa? Rồi, động từ thường thì sẽ sử dụng cho động từ ở cái dạng phủ định và dạng câu hỏi. Còn động từ to be nhá. Động từ to be thì chúng ta chỉ việc thêm not thế nào. Nhớ là không được nhầm giữa động từ thường và động từ to be. Và lưu ý một lần nữa nhắc lại, trong câu chỉ tồn tại duy nhất động từ thường, không tồn tại cả hai động từ, cả hai loại động từ nhá. Tức là nó chỉ tồn tại một loại động từ thôi chứ không tồn tại hai loại động từ. Nó chỉ Một có là một là động, động từ thường, hai là động từ to hai là be, động từ chữ B. chứ không có cả động từ thường và cả động từ to be nhá. Đấy là cái quy, đấy là cái quy tắc cơ bản nhất phải nhớ. Thế nhưng mà còn nhớ sai cái đấy thì làm bài sẽ không đúng được. Hiểu chưa? Rồi. Còn thắc mắc phần nào nữa không nào? Mai thi rồi đúng không? Dạ, mà mẹ con kêu con nghỉ. Hả? Mẹ con kêu con nghỉ. Nó lại nghỉ. Dạ, tại mẹ con đặt cái du lịch với cái mà con không muốn đi mà mẹ con bắt con đi. Ok. Rồi. Bao giờ thi? Dạ, con nghĩ Ừ. là thứ tư hoặc là thứ hai. Ok. Về nhà nhớ học kỹ lại nhá. Được chưa nào? Học kỹ lại. Có phần nào chưa hiểu thì hỏi lại thầy. Gửi mẹ mẹ hỏi thầy. Ừ. Nhá. Và thầy nhắc lại là gửi lại hết toàn bộ tất cả các bài tập nha. Thầy không nhắc nhiều vấn đề này nữa đâu. Được chưa nào? Nha. Nhớ làm. Bảo là làm rồi thì không biết là làm gì nhưng mà cho thời gian từ giờ đến chủ nhật hoàn thành hết. Any question for today? Nếu không có câu hỏi gì chúng ta nghỉ được chưa nào? Goodbye. Ba.